Chào các em đến với tiết học địa lý 8 ngày hôm nay. Trước khi tìm hiểu bài học mới, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức của bài học hôm trước nhé. Ở tiết học trước, cô có yêu cầu các em về nhà hoàn thiện bài tập 3, trang 24. Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước và vùng lãnh thổ vào các nhóm nước có thu nhập như nhau và cho biết số nước có thu nhập cao thường tập trung nhiều nhất ở khu vực nào. Để làm được bài tập này, các em sẽ dựa vào lược đồ hình 7.1. Đây là lược đồ phân loại các quốc gia và lãnh thổ châu Á theo mức thu nhập. Các em sẽ tiến hành đọc bảng chú giải. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được thể hiện là màu xanh lá sẽ thuộc nhóm có thu nhập thấp. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được thể hiện là màu vàng sẽ thuộc nhóm có thu nhập trung bình dưới. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được thể hiện là màu cam sẽ thuộc nhóm có thu nhập trung bình trên. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được thể hiện là màu hồng sẽ thuộc nhóm có thu nhập cao. Chữ in hoa sẽ thể hiện cho tên của quốc gia và vùng lãnh thổ. Các em sẽ đối chiếu với bảng kết quả của cô, nếu chưa chính xác thì chúng ta sẽ bổ sung thêm. Như vậy, mức thu nhập cao thì thường tập trung nhiều nhất ở khu vực Đông Á và Tây Nam Á. Các nước mà có mức thu nhập thấp chiếm tỷ lệ nhiều nhất, chúng ta sẽ thấy các nước được thể hiện là màu xanh lá chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Còn các nước mà có thu nhập cao thì được thể hiện là màu hồng thì chiếm tỷ lệ ít nhất. Trong những năm cuối thế kỷ 20, nền kinh tế của nhiều nước châu Á đã đạt được nhiều chuyển biến theo hướng tích cực nhờ đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hàng loạt các biện pháp xóa đói giảm nghèo. Nền kinh tế của nhiều nước và vùng lãnh thổ của châu Á đã có những khởi sắc. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội của châu lục này. Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á. Mục tiêu của bài học. Sau bài học này, các em sẽ trình bày được tình hình phát triển của các ngành kinh tế, đánh giá được những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á. Bài học hôm nay gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành nông nghiệp. Nội dung thứ hai, tìm hiểu về ngành công nghiệp. Và nội dung thứ ba, tìm hiểu về ngành dịch vụ. Tìm hiểu phần 1, nông nghiệp. Nông nghiệp thì gồm có hai ngành chủ yếu, đó là trồng trọt và chăn nuôi. Các em tiến hành đọc lược đồ hình 8.1 trang 25. Đây là lược đồ phân bố các cây trồng và vật nuôi ở châu Á. Về bảng chú giải, khu vực được thể hiện là màu tím sẽ thuộc vùng khí hậu lạnh. Khu vực được thể hiện là màu hồng sẽ thuộc vùng khí hậu gió mùa. Khu vực được thể hiện là màu vàng sẽ thuộc vùng khí hậu lục địa. Ký hiệu cho các cây trồng. Về cây lương thực sẽ có cây lúa gạo, lúa mì và ngô. Các cây công nghiệp như là chè, bông, cà phê, cao su, dừa, cọ dầu, trà là. Các loại vật nuôi như là tuần lộc, trâu bò, cừu, lợn. Dấu cộng sẽ thể hiện cho ranh giới giữa châu Á và châu Âu. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cây trồng và vật nuôi ở châu Á theo các khu vực. Khu vực Bắc Á, khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á, khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa. Tìm hiểu khu vực đầu tiên, đó là Bắc Á. Vậy Bắc Á sẽ thuộc vùng khí hậu nào? Trong bài 2 chúng ta đã tìm hiểu về khí hậu châu Á rồi. Và nhìn ở trên lược đồ chúng ta thấy phần lớn diện tích của Bắc Á được thể hiện là màu tím. Như vậy Bắc Á sẽ thuộc vùng khí hậu lạnh. Về cây trồng chúng ta sẽ không thấy có ký hiệu của cây trồng nào cả. Còn về vật nuôi, chỉ có ký hiệu của một loại vật nuôi thôi. Và nhìn ở dưới bảng chú giải, đây chính là ký hiệu của tuần lộc. Như vậy vật nuôi ở Bắc Á đó là tuần lộc. Khu vực tiếp theo, Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Ba khu vực này sẽ thuộc vùng khí hậu nào?
Nhìn trên lược đồ ta thấy, phần lớn diện tích của ba khu vực này được thể hiện là màu hồng, như vậy sẽ thuộc vùng khí hậu gió mùa. Cây trồng chủ yếu ở đây là gì? À, đây sẽ là ký hiệu của cây lúa gạo, hay còn gọi là lúa nước, để chúng ta phân biệt với cây lúa mì. À, cây trồng tiếp theo đó chính là cây ngô. Cây ngô hay còn gọi là cây bắp. Cây trồng tiếp theo đó chính là cây chè hay còn gọi là trà. À, đây là ký hiệu của hạt cà phê. Vậy cây trồng tiếp theo đó là cây cà phê. Cây cao su. Cây dừa và một số loại cây khác. Còn về vật nuôi, ở ba khu vực này, vật nuôi chủ yếu sẽ là, đây sẽ là lợn, lợn hay còn gọi là heo. À, tiếp theo sẽ là trâu bò và cừu, vân vân. Khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa sẽ thuộc vùng khí hậu nào? À, chúng ta nhìn ở trên lược đồ thấy diện tích của Tây Nam Á và vùng nội địa sẽ được thể hiện là màu vàng. Như vậy sẽ thuộc vùng khí hậu lục địa. Cây trồng chủ yếu ở đây? À, đây sẽ là ký hiệu của lúa mì, cây lúa mì. Cây bông. Và đây sẽ là ký hiệu của cây trà là. Còn về vật nuôi, chúng ta sẽ thấy vật nuôi chủ yếu ở khu vực này chỉ có cừu. Đây là bảng tổng hợp về cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở các khu vực của châu Á. Vậy dựa vào bảng tổng hợp này, em cho biết tại sao cây trồng và vật nuôi ở các khu vực này lại khác nhau? Đầu tiên là Bắc Á, không có cây trồng nào. Và vật nuôi chủ yếu thì chỉ có tuần lộc thôi. Vậy tại sao lại như vậy? Đó là do khí hậu ở đây lạnh giá quanh năm. Còn Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á, rất nhiều cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là cây lúa gạo, ngô, cà phê, cao su. Còn vật nuôi là lợn và trâu bò. Vì sao? Vì ở đây có diện tích đồng bằng lớn và có khí hậu gió mùa. Còn Tây Nam Á và vùng nội địa, cây trồng chủ yếu ở đây là cây lúa mì, bông, trà là, và vật nuôi chủ yếu thì chỉ có cừu thôi. Vì ở đây địa hình chủ yếu là cao nguyên, sơn nguyên với diện tích đồng cỏ lớn và khí hậu lục địa khô hạn. Như vậy ta thấy các khu vực ở châu Á có các loại cây trồng và vật nuôi khác nhau, đó là do địa hình và khí hậu ở các khu vực này khác nhau. Đây là hình ảnh về một số loại vật nuôi chủ yếu ở châu Á. Các em hãy tạm dừng video và xác định tên của các loài vật nuôi này là gì nhé. Các em đã xác định xong hết chưa? Cùng xem kết quả nhé. Một số loài vật nuôi chủ yếu ở châu Á như là trâu, bò, cừu, tuần lộc, lợn, gà và vịt. Trong đó thì gà và vịt sẽ thuộc về gia cầm. Còn các loài như là một số loài như là trâu, bò, cừu, tuần lộc và heo sẽ gọi là gia súc. Về cây trồng thì sẽ gồm có cây công nghiệp và cây lương thực. Về cây công nghiệp thì gồm có cây đậu tương, cây mía, cây bông vải. Đây là những cây công nghiệp hàng năm. Và cây công nghiệp lâu năm như là cây chè, cà phê, cao su, trà là, điều, hồ tiêu, vân vân. Đây là hình ảnh về một số cây lương thực ở châu Á. Đó là cây lúa gạo hay còn gọi là cây lúa nước.
Cây lúa gạo thì thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm và được trồng chủ yếu trên các đồng bằng phù sa màu mỡ. Ở ruộng thì chân ruộng luôn phải ngập nước thì cây lúa mới sinh trưởng phát triển được. Chính vì vậy mà nó còn được gọi là cây lúa nước. Và trái ngược với cây lúa gạo đó là cây lúa mì. Cây lúa mì thì được trồng chủ yếu ở trên những vùng đất cao và có khí hậu khô hạn. Cây lương thực tiếp theo đó là cây ngô hay còn gọi là cây bắp, cây sắn hay còn gọi là cây khoai mì và khoai lang. Vậy theo em, ở châu Á cây lương thực nào được xem là quan trọng nhất? Loại cây này được trồng chủ yếu ở đâu? Vì sao? Ở châu Á cây lương thực được xem là quan trọng nhất đó là cây lúa nước. Và cây lúa nước thì được trồng chủ yếu ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á vì những nơi này có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ, có khí hậu gió mùa ẩm với lượng mưa phong phú. Các em đọc biểu đồ hình 8.2 trang 26. Đây là biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ sản lượng lúa gạo của một số quốc gia ở châu Á so với thế giới năm 2003, đơn vị là phần trăm. Đọc biểu đồ và xác định ba quốc gia trồng nhiều lúa gạo nhất thế giới. Đọc biểu đồ chúng ta sẽ dễ dàng xác định được Trung Quốc sẽ là nước trồng nhiều lúa gạo nhất thế giới với 28,7% so với thế giới. Đứng ở vị trí thứ hai đó là Ấn Độ với 22,9%. Đứng ở vị trí thứ ba đó là Indonesia với 8,9%. Và Việt Nam của chúng ta thì đứng ở vị trí thứ 5 với 6%. Đây là biểu đồ về 10 nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất năm 2020, đơn vị là triệu tấn. Đọc biểu đồ và các em xác định 3 nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới. Nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới vào năm 2020 đó chính là Ấn Độ với khoảng 13 triệu tấn. Đứng ở vị trí thứ 2 đó là Thái Lan với khoảng 7 triệu tấn. Và đứng ở vị trí thứ 3 đó là Việt Nam với khoảng 6,3 triệu tấn. Vậy em cho cô biết, tại sao Trung Quốc là nước trồng nhiều lúa gạo nhất nhưng lại không phải là nước xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất? Đó là do Trung Quốc là một quốc gia đông dân. Mặc dù là sản xuất nhiều lúa gạo nhưng chỉ đủ để phục vụ cho số dân trong nước thôi. Các em hãy tạm dừng video và dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 26 để hoàn thiện nội dung trên màn hình. Các em đã hoàn thiện nội dung xong hết chưa? Cùng so sánh kết quả nhé! Giữ vai trò quan trọng nhất đây chính là sản xuất lương thực. Châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng lúa gạo của thế giới? Chiếm 93% và châu Á chiếm 39% sản lượng lúa mì của thế giới. Những nước sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Những nước xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới đó chính là Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Vậy tại sao nói sản xuất lương thực ở châu Á có vị trí vô cùng quan trọng? Bởi vì nó đảm bảo nhu cầu cho một số dân rất đông. Năm 2020, số dân của châu Á là 4 tỷ 641 triệu người, chiếm khoảng 60% dân số của thế giới. Như vậy, sản xuất lương thực chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Các em quan sát vào hình 8.3 trang 26 và cho biết nội dung của bức ảnh này là gì? Nhận xét về diện tích mảnh ruộng, về số lao động, về công cụ lao động và trình độ sản xuất. Nội dung của bức ảnh này đó là cảnh thu hoạch lúa ở Indonesia. Đây là sản xuất nông nghiệp. Về diện tích của mảnh ruộng thì diện tích rất nhỏ. Về số lao động thì lại rất nhiều. Công cụ lao động
thì rất là thô sơ. Như vậy trình độ sản xuất ở Indonesia thấp và lạc hậu. Trình độ sản xuất nông nghiệp thấp và lạc hậu. Các em hoàn thiện nội dung phần 1 vào tập. Chuyển sang phần 2, công nghiệp. Các em đọc bảng số liệu 8.1, sản lượng khai thác than và dầu mỏ ở một số nước châu Á năm 2017. Bảng số liệu này thì đã được cập nhật so với là bảng số liệu trong sách giáo khoa trang 27 rồi. Đọc bảng số liệu ta thấy, cột đầu tiên là tên của 6 quốc gia ở châu Á. Cột thứ hai là về sản lượng than với đơn vị là triệu tấn. Ở trong cột sản lượng than sẽ chia ra cột khai thác và cột tiêu dùng, tiêu thụ. Và cột thứ ba là sản lượng dầu mỏ cũng có đơn vị là triệu tấn. Và cũng gồm có hai cột, đó là khai thác và tiêu thụ. Đọc bảng số liệu xong em cho biết nước nào khai thác nhiều nhất, nước nào sử dụng nhiều nhất, nước nào có thể xuất khẩu. Đầu tiên là than. Nước khai thác nhiều than nhất đó chính là Trung Quốc với 1.747,2 triệu tấn. Nước sử dụng nhiều nhất cũng chính là Trung Quốc với mức tiêu thụ khoảng 1.892,6 triệu tấn. Và nước nào thì có thể xuất khẩu than? Đó chính là Indonesia. Indonesia có thể xuất khẩu than bởi vì sản lượng khai thác lớn hơn so với là mức tiêu dùng trong nước. Cho nên Indonesia có thể xuất khẩu than. Còn về dầu mỏ thì nước khai thác dầu mỏ nhiều nhất đó chính là Ả Rập Xê Út với 561,7 triệu tấn. Và nước sử dụng nhiều dầu mỏ nhất đó chính là Trung Quốc với mức tiêu thụ là 608,4 triệu tấn. Và nước có thể xuất khẩu dầu mỏ đó chính là Kuwait và Ả Rập Xê Út bởi vì hai nước này có sản lượng khai thác lớn hơn nhiều so với là mức tiêu dùng trong nước, cho nên là có thể mang dầu mỏ đi xuất khẩu. Các em hãy tạm dừng video dựa vào thông tin phần 2 trong sách giáo khoa hoàn thành nội dung trên màn hình. Các em đã xác định xong hết rồi đúng không? Cùng xem kết quả nhé. Ngành công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau. Công nghiệp khai khoáng hay còn gọi là khai thác khoáng sản. Và nó tạo ra nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu. Ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí, chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Và ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng gồm có may mặc, dệt, chế biến thực phẩm thì phát triển ở hầu hết các nước. Các em dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 trang 9 kể tên các trung tâm công nghiệp của châu Á. Đọc bảng chú giải ta thấy trung tâm công nghiệp sẽ được ký hiệu là vòng tròn màu đỏ. Ở châu Á có các trung tâm công nghiệp như là Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe, Seoul, Thượng Hải, Hồng Kông, Thẩm Dương, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Kolkata, Mumbai và Ekaterinburg. Các em hoàn thiện nội dung phần 2 vào tập. Phần 3, tìm hiểu về ngành dịch vụ. Dựa vào nội dung của phần 3 trang 28
và hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên một số hoạt động dịch vụ ở châu Á. Một số hoạt động dịch vụ phát triển ở châu Á như là giao thông vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, thương mại, bảo hiểm, vân vân. Các nước có ngành dịch vụ phát triển cao như là Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Các em đọc bảng số liệu 7.2 trang 22, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội ở một số nước châu Á năm 2001 và cho biết tỷ trọng giá trị của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản và Hàn Quốc là bao nhiêu? Về Nhật Bản thì tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm 66,4% trong cơ cấu GDP. Còn Hàn Quốc thì tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm 54,1% trong cơ cấu GDP. Vậy em cho biết mối quan hệ giữa tỷ trọng giá trị của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP trên người của các nước nói trên như thế nào? Ta thấy tỷ trọng giá trị của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao thì GDP trên người cũng ở mức cao. Trái lại, ở các nước mà có tỷ trọng giá trị của ngành dịch vụ thấp trong cơ cấu GDP thì GDP trên người cũng thấp. Như vậy mối quan hệ ở đây là tỷ lệ thuận. Các em hoàn thiện nội dung phần 3 vào tập. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. A film by Coppola, the helicopter's roar. One day I'll touch your soul. Your streets show me all I do not know. Wooden sampans, floating markets, light of gold. All I know of you is the sights of war. A film by Coppola, the helicopter's roar.
his name, that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old? My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. Hoạt động nối tiếp, các em sẽ hoàn thiện nội dung ghi bài vào tập. Làm bài tập 3 trang 28 và chuẩn bị trước bài 9 khu vực Tây Nam Á. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tuần sau.